cúng đình thần Bình Long đây mọi người, quá đẹp. Hôm nay sơn là hết luôn nè, sơn cột đình và mấy cái bảng chữ thư pháp đồ lại nè, đó chuẩn bị cúng đình nè, tất cả các bàn thờ đồ đưa mọi người. Đây là cái mỏ hay gì đây nè, cái mỏ còn đây là cái kiệu. Nó cột đình nè, ôm cột đình là ôm cột vậy nè mọi người, chà bá nè, gỗ đen mông luôn, đình thần Bình Long đó, cột đình nè mọi người, gỗ đen mông luôn và chuẩn bị cúng. Sơn thiếp vàng đó, bên đây có cái bàn xưa nè, đây đầu lăng với ông địa này, chuẩn bị tối chút múa cúng nè mọi người. Đây bàn xưa nè, đây là cái bàn gỗ cúng xưa, mấy cái này mấy cái chập chả chống múa lăng, đây là cái chống, và đây một cái kiệu nữa, rồi đây là chống lăng nè. Đó. Đây có cái bàn này mấy trăm triệu nè. Đây bàn này gỗ cẩn ốc xà cừ. Bàn này mấy chú nói mấy trăm triệu nè. Ở đây là đá, mặt này đá. Rồi, cẩn giáp hết trơn mọi người. Giáp cái ghế hết. Quá đẹp. Cái bàn cũng cẩn luôn. Đây mặt đá nè, cảnh đẹp. Đó. Một ghế, hai ghế, ba ghế, bốn ghế, năm ghế, sáu ghế. Một cái bàn và sáu cái ghế cẩn ốc xà cừ. Cái bộ này nhiều hả chú? Yeah. Đợt trước ra nghe mấy chú nói mấy trăm triệu vậy đó. Đẹp quá đẹp. À, bàn hội đồng. Chánh thần. Tiên sư và bên đây là tả bang. À, đình thần Bình Long thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Bên đây là bạch mã, mấy miếng liễn này. Mấy cái này là gươm giáo rồi nè, kiếm. Xôi. Đây xôi này cúng nè mọi người, chuẩn bị tối cúng. Xôi đình. Đó. Mâm xôi 2 4 6 8 10. 10 mâm xôi. Còn bên đây là tiền hiền. Với hũ vàng. Đó. Đây giám. Gươm, giáo, quạt ba tiêu. Đó, cái quạt ba tiêu. Rồi, công đoạn chuẩn bị hoàn tất rồi đó mọi người. Tối nay sẽ làm lễ cúng. Cố gắng camera theo dõi luôn đó.